nguyên phó chánh án tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu bị truy tố vì nhận hối lộ. Trầm buôn siêu xe Phan Công Khanh bị công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ. Bắt đại tá công an dởm lừa chạy việc để chiếm đoạt 7 tỷ đồng. Thấy của rơi, người đàn ông dừng xe máy đột ngột giữa đường và cái chết đắng lòng. Xin kính chào quý vị khán giả, một quý vị cùng theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Nhiều thông tin đời sống dân sinh, tình hình an ninh trật tự và tội phạm đáng chú ý, chúng tôi đã sẵn sàng chuyển đến quý vị ngay lúc này. Không để quý vị phải chờ đợi lâu, xin được bắt đầu từ phần tin nóng Kết thúc việc khán giả một biến động bất thường đó là hiện nay đang trong mùa cao điểm du lịch hè nhưng giá vé máy bay vẫn đang rất thấp. Nhiều người dân có nhu cầu đưa gia đình, người thân đi du lịch trong tháng 7 này không lo tình trạng cháy vé nữa mà còn có thể mua được vé máy bay với mức giá vô cùng hấp dẫn. Theo các hãng hàng không, nhiều chặng bay du lịch hè nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng vẫn còn lượng lớn vé với mức giá giảm 10 đến 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức này theo các hãng hàng không và một số đại lý là thấp nhất trong 6 năm qua. Bên cạnh giảm giá mùa hè, các hãng hàng không cũng đang chủ động tung vé khuyến mãi giảm từ 15 đến 30% cho mùa thu để kích cầu. Thưa quý vị, hẳn quý vị còn nhớ vụ ông Châu Văn Mỹ, nguyên phó chánh án tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt quả tang về hành vi nhận tiền và đòi quan hệ tình dục với một nữ bị cáo để chạy án, gây xôn xao dư luận thời gian qua. mà chúng tôi đã từng thông tin đến quý vị trong bản tin nóng 24 giờ. Theo thông tin mới nhất, hiện nay Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã truy tố Châu Văn Mỹ, nguyên phó chánh án tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, vì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vì động cơ vụ lợi cá nhân lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình Châu Văn Mỹ nhiều lần yêu cầu nữ bị cáo phải quan hệ tình dục với mình và đưa số tiền 100 triệu đồng để giúp cho được sự án treo. Ngày 9 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Châu Văn Mỹ, 53 tuổi, nguyên phó chánh án Tòa Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, về hành vi nhận hối lộ, quy định tại điểm C, G, khoảng 2, điều 354 Bộ Luật Dân sự. Trước đó, nữ bị cáo GHT, 37 tuổi, ngô quyền Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, bị tòa án nhân dân huyện Hòa Bình xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong thời gian chờ tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu xét xử phúc thẩm, T kể án xin cho dân Mỹ xem xét giảm nhẹ hình phạt từ 6 tháng tù giam giảm xuống còn 6 tháng tù treo. Theo thỏa thuận, bị cáo tê phải chi tiền kể án 100 triệu đồng và phải quan hệ tình dục với Mỹ. Sau nhiều lần, T đã đưa tổng cộng 80 triệu đồng tối 11 tháng 11 năm 2022, Mỹ hẹn tê đến khách sạn CH ở khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu để nhận 20 triệu đồng còn lại. Sau khi đưa tiền, Mỹ đòi quan hệ với tê thì bị cán bộ cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao ập vào bắt quả tang. Trước khi bị cáo tê đưa tiền cho Mỹ, gia đình đã làm đơn tố cáo vụ việc đến cơ quan chức năng của tỉnh Bạc Liêu và Trung ương. Châu Văn Mỹ bị cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tang vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 11 tháng 11 năm 2022. Sau đó tiến hành khám xét phòng khách sạn xe ô tô riêng của Mỹ. Đến khoảng 1 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2022 mới kết thúc. Việc khám xét có sự chứng kiến của đại diện công an tỉnh và đại diện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Sau đó Mỹ được di lý về thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra làm rõ. Quá trình điều tra, Mỹ thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, có nguyện vọng tác động gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả. Cáo trạng quyết định truy tố cho dân Mỹ ra trước tòa nhân dân tỉnh Bạc Liêu để xét xử về hành vi nhận hối lộ. Còn tại tỉnh Bình Thuận, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh này cũng vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Hữu Trí, 49 tuổi, ngụ xã Tân Phước, thị xã La Ghi, về tội hủy hoại tài sản. Trước đó, do thấy vợ cũ nhắn tin người đàn ông này nổi cơn ghen, bèn bỏ thuốc trừ sâu xuống hồ tôm mà tình địch đang quản lý, khiến cho hơn 11 tấn tôm chết trắng bùng. Câu chuyện này cũng đã được nóng 24 giờ chia sẻ đến quý vị trong bản tin trước đây. Theo cáo trạng, do nghi ngờ vợ cũ của mình có quan hệ tình cảm với người quản lý hồ tôm là TVH, 48 tuổi, nên Trí quyết tâm phải trả thù. Ngày 12 tháng 3 năm 2000, 2023, Trí lấy ba chai thuốc trừ sâu hiệu Fastac đã mua trước đó đến khu vực hồ tôm nơi ông hát quản lý. Trí mở ba nắp chai thuốc trừ sâu, lần lượt ném xuống ba hồ nuôi tôm, rồi chạy xe máy về nhà sau đó, người quản lý và công nhân nuôi tôm tá quả khi thấy cả ba hồ tôm chết nổi trắng bụng nên trình báo công an. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã La Ghi đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu giữ tại ba hồ nuôi tôm, ba vỏ chai thuốc trừ sâu và ba nắp vỏ chai nằm trên bờ. Tổng trọng lượng số tôm chết trong hồ là 11,3 tấn. Sau đó, vợ cũ của Trí đến cơ quan công an trình báo toàn bộ sự việc và cam kết sẽ đưa chồng cũ đến đầu thú. Ngày 17 tháng 3, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã La Ghi kết luận tổng số tôm bị thiệt hại trị giá hơn 1 tỷ 600 triệu đồng. Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định trưng cầu độc chất tại phương diện pháp y quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh và phương diện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi có kết luận độc chất, ngày 31 tháng 3, Trí bị khởi tố bắt giam. Quá trình điều tra bị can Trí thành khẩn khai báo ăn năn hối cải và khắc phục hậu quả gây ra. Về mặt dân sự, chủ hộ tôm bị thiệt hại yêu cầu bồi thường 1 tỷ đồng. Và hiện nay, Trí đã tác động cho cha ruột bồi thường 200 triệu đồng. Số tiền 800 triệu đồng còn lại, cha ruột của Trí đã thỏa thuận sẽ bán đứt cho chủ hồ tôm để trừ tiền. Hiện chủ hồ tôm đã có đơn bãi nại, và sau khi phạm tội đã đầu thú, nên Trí được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đang tạm giữ Phan Công Khanh, người mà quý vị đang thấy trên màn hình, để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Khanh có biệt danh là Khanh Super, nổi tiếng là người chơi và mua bán siêu xe với nhiều mẫu ô tô, mô tô và khối lớn đắt tiền. Trước đây, Khanh thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh chụp cùng những mẫu siêu xe khiến cho giới trẻ thích thú, hiếu kỳ. Theo thông tin ban đầu, Phan Công Khanh bị một người nộp đơn tố cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản liên quan đến mua bán dòng ô tô đắt tiền. Tuy nhiên, công an thành phố Hồ Chí Minh chưa thông tin chi tiết về vụ việc. Phan Công Khanh sinh năm 1994, quê tại tỉnh Bến Tre và đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Trên trang mạng xã hội, Khanh nổi tiếng bởi thường xuyên đăng tải bài viết hình ảnh, chia sẻ hành trình với những chiếc siêu xe. Khanh Super cũng được giới đại gia biết đến với việc mang về Việt Nam những chiếc siêu xe mới nhất với giá trị cao ngay khi vừa xuất xưởng. Ngoài những chiếc ô tô đắt tiền, Phan Công Khanh cũng là người chia xe mô tô phân khối lớn có tiếng trong giới trẻ. Bên cạnh đó, Phan Công Khanh cũng thường xuyên có hình ảnh chụp chung với người nổi tiếng trong giới nghệ sĩ và động viên thể thao. Thưa quý vị, trên màn hình mà quý vị đang theo dõi là đối tượng Trần Văn Trí, người ngồi ở vị trí giữa, tân giả danh đại tá công an, hứa hẹn xin việc cho nhiều người tại tỉnh Bình Thuận và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào các cơ quan nhà nước. Khi đến quảng ngãi hành nghề chưa kịp thành công, thì đã bị công an thật phát hiện và bắt giữ. Qua kiểm tra hành chính một cơ sở lưu trú tại thành phố Quảng Ngãi, công an phát hiện Trường Văn Trí đang thuê phòng 108 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Bên trong phòng có hai bộ trang phục công an nhân dân gắn cấp bậc hàm đại tá, một còng số 8, một khẩu súng là súng giả và nhiều giấy tờ bằng cấp mang tên Trường Văn Trí. Bên cạnh đó, cơ quan công an còn thu giữ một số con dao, găng tay kính hiển vi, nhiều giấy tờ và một số con dấu giả đứng tên Trần Văn Trí cùng nhiều trang sức như đồng hồ, nhẫn vàng. Qua đấu tranh, Trí khai nhận toàn bộ số trang phục công an nhân dân trên Trí đặt mua trên mạng xã hội. Các loại giấy tờ, bằng cấp đều là giả. Mục đích là để tạo lòng tin với người dân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, qua đấu tranh, đối tượng còn khai nhận trước đó với thủ đoạn giả danh Đại tá Công an hứa hẹn sẽ xin trên nhiều trường hợp tại tỉnh Bình Thuận và tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu vào các cơ quan nhà nước. Qua đó, chiếm đoạt tài sản hơn 7 tỷ đồng. Còn tại tỉnh Cà Mau, Công an huyện Đầm Dơi vừa mời hai nhóm đối tượng có liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có. Các đối tượng này chủ yếu nhắm đến tài sản là mô tơ điện và máy giảm tốc tại các vùng nuôi tôm, khiến bà con vô cùng bức xúc. Nhóm đối tượng thứ nhất gồm Lê Văn Trí, Lê Văn Cảnh và Thạch Quốc Viễn. Nhóm thứ hai gồm Trần Vũ Phương, Nguyễn Văn Khải và Võ Tuấn Khanh, cùng trú huyện Đầm Dơi, Ngoài ra, đối tượng Nguyễn Văn Quý, chú huyện Đầm Dơi cũng bị mời về làm việc vì liên quan đến hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vào rạng sáng ngày 8 tháng 7, Công an xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, tuần tra trên tuyến đường thủy đã phát hiện trí, cảnh và viễn đang chở theo 7 mô tơ điện có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua đấu tranh, cả ba khai nhận vừa trộm được đang trên đường chở đến nhà Quý để tiêu thụ khai thác nhanh, phát hiện ba đối tượng còn lại cũng có hành vi trộm cắp chính mô tơ và giảm tốc tại một số địa bàn khác của huyện Đầm Dơi. Hiện công an huyện Đầm Dơi đang tạm giữ nhiều tài sản có liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng. Người đàn ông này đã trộm cắp tài sản của người dân. Trên trường đi thì gặp công an nên bỏ của chạy lấy người. Sau đó thì tên đạo chích này lấy trộm quần áo mặc để tiếp tục đi trộm xe đạp điện. Thế nhưng cuối cùng cũng không thể trốn thoát. Được biết, hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ Nguyễn Văn Tươi, 47 tuổi, của huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, là người mà Nguyễn Bảo vừa nhắc đến, thưa quý vị, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ sáng 5 tháng 7, lực lượng tuần tra phát hiện một người đàn ông chạy xe đạp điện trên tỉnh lộ 9 là 7, có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên người này không chấp hành mà bỏ lại xe đạp điện và điện thoại, chạy mất. Qua điều tra, đến sáng 6 tháng 7, lực lượng công an bắt giữ đối tượng ở một nhà trọ tại huyện Mang Thích, tỉnh Vĩnh Long. Đối tượng Nguyễn Văn Tươi thừa nhận hành vi trộm xe đạp điện và điện thoại tại một nhà dân ở xã Trung Hiệp, huyện Dũng Liêm. Khi đang trên đường đi tiêu thụ, thì bị công an phát hiện nên bỏ chạy. Trên đường tổ thoát đã tiếp tục trộm quần áo nón để thay đổi nhận dạng và lén vào nhà khác lấy trộm một chiếc xe đạp điện. Đối tượng bán xe được 700 000 đồng. Tươi còn khai nhận trước đó đã lấy trộm một chiếc xe đạp điện ở ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Dũng Liêm giá bán được 2 triệu 200 ngàn đồng. Công an huyện Dũng Liêm đã thu hồi 3 chiếc xe đạp điện, hay điện thoại di động và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển sang tin tức về vụ hai xe container va chạm rồi bốc cháy dữ dội ở một ngã tư ở tỉnh Bình Dương vào sáng sớm ngày 10 tháng 7. Liệu vụ va chạm giao thông dẫn đến cháy kinh hoàng này có gây thiệt hại về người hay không? Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết sau đây. Theo thông tin ban đầu, Khoảng hơn 4 giờ cùng ngày, một xe container biển số 70C chạy trên đường DT743 hướng từ dòng xe An Phú đi ngã tư 550. Khi đến giao lộ với đường Nguyễn Du, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, thì xảy ra gia chạm với một xe container biển số 51C đang băng qua đường. Cú gia chạm mạnh khiến thùng container của xe 51C lật ngang xuống đường. Hai phương tiện sau đó cùng bốc cháy nguồn ngụt. May mắn, các thị xế đã kịp thoát ra trước đó nên không có thương vong về người. Nhân tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phun nước dập lửa. Tuy nhiên, hai phần cabin của hai phương tiện đều đã cháy trở khung. Vào giờ, giờ cao điểm, lượng xe qua khu vực này bị ùn tắc do hai phương tiện nằm chắn giữa ngã tư. Một trang trại chăn nuôi gà ở tỉnh Hà Tĩnh gặp sự cố về quạt gió đã khiến khoảng 8.000 con gà bị chết ngạt. Sau sự cố này, hàng trăm người dân đã chung tay giúp đỡ giải cứu gà cho gia chủ để họ vơi bớt đi sự thiệt hại do sự cố gây ra. Sau đây là chi tiết về câu chuyện ấm áp về tình làng nghĩa sớm. Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 9 tháng 7, tại trang trại của anh Nguyễn Huy Phố, 39 tuổi, trú tại thôn Thanh Mỹ, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, bất ngờ gặp sự cố khiến hệ thống quạt gió bị ngừng hoạt động trong khoảng một tiếng đồng hồ. Sự việc trên làm cho khoảng 8.000 con gà đang nuôi tại trang trại của anh Phố bị chết ngạt, ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng ngay sau đó người dân cũng như chính quyền địa phương nhanh chóng quy động lực lượng đến giúp gia đình anh phố giải cứu số gà bị chết ngạt. Được biết khi người dân đã chung tay mua giúp gia đình anh phố được hơn 4.000 con gà. Số gà còn lại đã được đông lạnh. Bà con đăng tải lên mạng xã hội kêu gọi mọi người chung tay giải cứu số gà thịt, giảm thiểu phần nào thiệt hại cho gia đình anh phố. Mở đầu chuyên mục camera nóng ngày hôm nay là diễn biến vụ trộm xảy ra ở một tiệm nail tại đường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Cụ thể là ngay giữa ba ngày ban mặt như một nữ quái bịt mặt kính như ninja, dám ngang nhiên đi vào tiệm nail giả làm khách hàng, rồi lục lọi đồ đạc và lén lấy trộm tiền trong túi sách trong cửa tiệm này thì quý vị. Thế vị khách thường kính người, chủ tiệm đã cảnh giác cất tài sáng. Nhưng nữ nhân viên của cửa tiệm lại hớ hơn để túi sách ngay chỗ ghế ngồi chờ. Phát hiện điều này, vị khách đã cố tiếp cận, sau đó thò tay vào lén lấy trộm tiền trong túi sách. Được biết, số tiền bị mất khoảng 5 triệu đồng. Một tình huống cảnh báo cho các cửa tiệm nhiều người ra vào cần cẩn trọng cất giữ tài sản, tính để hớ hên làm mồi cho kẻ gian. Cũng liên quan đến trộm cắp, nhân lúc nửa đêm khi mà bà con đang ngủ say thì một cửa hàng điện thoại đã bị đạo chích ghé thăm và lấy đi nhiều tài sản. Qua hai vụ trộm vừa rồi, như Nguyễn Thiết Kỷ, quý bà con tham gia kinh doanh buôn bán cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình, phải có người trông coi tại các cửa hàng, kiosk kinh doanh và sử dụng các thiết bị khóa cửa bảo đảm, lắp đặt camera giám sát, tránh tình trạng đến khi mất tài sản mới lo bảo vệ. Ban đêm canh người dân đi ngủ, tiệm lại không có người coi. Kẻ trộm đã táo bạo, cây cửa vào cửa tiệm. Thế này mở tủ, lục lọi lý nhiều tài sản, sau khi lấy thành công, đạo chích nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Thưa quý vị khán giả, mới đây thì mạng xã hội đã chia sẻ một đoạn clip ghi lại một tình huống tai nạn giao thông khiến cho nhiều người không khỏi thoát tim. Bên cạnh đó thì sự việc cũng là lời cảnh tỉnh đối với tất cả chúng ta cần phải quan sát thật là kỹ lưỡng và cẩn trọng khi mà tham gia giao thông để tránh những trường hợp đáng tiếc. Về vụ việc này cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi. Theo đoạn clip ghi lại, một người đàn ông điều khiển xe máy trên đường thì bất ngờ phát hiện đồ vật quay đó làm rơi. Người đàn ông nảy sinh ý định nhặt món đồ này nên dừng xe máy đột ngột giữa đường. Cùng lúc, chiếc xe tải với tải trọng nhỏ đi cùng chiều đã đi sát chiếc xe máy. Do đó, ngay khi xe máy vừa dừng đột ngột đã bị xe tải này tông trúng. Hậu quả vụ tai nạn khiến người đàn ông và chiếc xe máy văng ra xa. May mắn người đàn ông chỉ bị thương nhẹ sơ vụ việc. Nghe tiếng động mạnh, những người dân đã chạy ra Cùng với tài xế, nhiều người đàn ông đi xe máy vào trong lề đường. Tiếp theo là hình ảnh một nam thanh niên nằm trên yên điều khiển xe máy trên cầu Nhật Tân Hà Nội hướng từ huyện Đông Anh sang trung tâm thành phố. Trong đoạn clip mà camera nóng ghi nhận sau đây, người đi xe máy liên tục lạng lách từ làng ô tô vào làng xe máy, tìm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Toàn bộ hành động của nam thanh niên này được camera hành trình của ô tô đi phía sau ghi lại. Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động vi phạm luật giao thông của năm thanh niên và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ xử lý nghiêm trường hợp này. Thưa quý vị, với người dân vùng châu thổ sông Hồng, diều sáo được biết đến là nét đẹp văn hóa dân gian. Cánh diều và tiếng sáo đã trở thành sứ giả đem đến mùa mạc bội thu ở tại miền Tây. Đây là một bộ môn khá mới, dù chỉ mới xuất hiện nhưng đã tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt. Và năm gần đây, cứ mỗi dịp hè về lại là thời điểm môn thả diều nhộn nhịp nhất ở miền Tây, từ những con diều truyền thống cho đến diều khí động học có kích thước từ vài mét đến hàng chục mét cho đến thú chơi diều kết hợp với sáo vô cùng độc lạ. Ngay bây giờ mời quý vị cùng miền Tây kỳ thú tìm hiểu về thú chơi diều sáo tại miền Tây Nam Bộ. Diều sáo là một loại diều có nguồn gốc từ Bắc Bộ. Đây là sự kết hợp tinh tế giữa hình dạng đơn sơ của cánh diều và tiếng sáo di du trên bầu trời. Những ngày này, và mỗi buổi chiều, tại khu dân cư 5A ở thành phố Sóc Trăng lại vô cùng nhộn nhịp. Hàng chục con diều cất cánh bay trong gió cùng những tiếng sáo di du ngân vang cả một khoảng trời. Thời điểm này, dù tiết trời chưa hẳn là thuận lợi để thả diều, nhưng với những người chung niềm đam mê, họ gặp nhau để cùng thỏa sức với thú vui thân quen này. Vô tình em đi ra đây tầm khoảng 4 năm tháng trước thì em có biết đến một môn diều sáo này thấy anh em chơi những con diều to quá chứ làm cho mình cảm giác mình thích thú nét đặc trưng thì em thấy là nó mang trên mình bộ sáo và phát tiếng kêu diều sáo thường có kích thước phổ biến từ 3 tới 6 mét chủ yếu là dáng diều sông dân chính mỹ đại trà hay diều cá trong đó phần khung được làm bằng thanh tre hay thanh carbon Diều đặc biệt, diều sáu không có đuôi, có hình dáng như trang lưỡi liềm, cong đều khi lên. Riêng phần sáu đặt trên diều được làm từ tre. Kích thước của sáu cũng tương ứng với diều. Trong đó phần âm thanh phổ biến nhất là bộ còi, bộ chuông. Sáu đặt chất lượng là có tiếng trong trẻo, độ ngân gian xa. Như điển hình như là con em đang thả đây là bộ cưa, do con tím đang cãi là còi cưa, nó phát ra tiếng cưa nó làm cho mình cái cảm giác bầu chiều nó được sôi so động hơn tí. Chi phí để chung quy để chơi được một con diều sáo thì nó rơi vào tầm khoảng từ 3 tới 5 triệu tùy vào mục đích nhu cầu của của người chơi là sẽ làm bằng chất liệu gì. Và sáo cũng như thế, có sẽ những bộ là rơi vào tầm một triệu mấy cũng có mà thậm chí cao hơn cũng có. Không giống như loại diều thông thường, sáo diều chỉ bay được trên bầu trời khi người chơi đủ sức khỏe và sự dẻo dai để nhịp thả của tay cân đối với sức chạy của đôi chân với những cánh diều sáu với kích thước lớn cần đến hai ba người cùng hỗ trợ khi diều bay lên bầu trời cũng là lúc âm thanh từ những bộ sáu vang lên trong không trung một cách đều đặn và vui tay khi diều đã đạt độ cao nhất định người chơi sẽ cố định dây vào một vị trí an toàn cùng nhau chiêm ngưỡng và tận hưởng thú vui này lúc mà mình đâm lên mình phải nhìn cái thời tiết là phải có một mấy con diều nhỏ như là kêu bằng diều cỏ nhỏ vậy đó kêu bằng diều cỏ cái mình cũng mồi nó lên rồi mình mới kêu coi theo cái hướng gió của nó khi nào mà diều mà nó bay lên rồi ổn định á mình mới dám đâm người diều sáu mình lên bộ môn diều sáu này nó đem lại cho em là cái cảm giác như là mình rèn luyện được cái sức khỏe của mình Đấy, từ lúc mà đưa diều mực đất các cánh bay cao lên và lúc mà hạ diều xuống tạo cho anh em sự đoàn kết với nhau diều sáu mình đi thả là mình được thẩm cái âm sáu rồi mình lên với lại có anh em lại mình học nhau lại chơi nó thả lên với lại có những con cánh diều nó đẹp đi làm về này kia nọ buổi chiều á mình lên mình sẽ chơi giải trí nó sẽ nó thỏ mạng cái tâm trí lại những sức chết của mình á nó rất là vui hiện nay hội diều sáu tỉnh sóc trăng đã có hàng chục thành viên tham gia trong đó có trên 20 con diều sáu cứ vào mỗi buổi chiều sẽ tổ chức thải giao lưu và biểu diễn cho mọi người cùng xem và trải nghiệm Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin nóng 24 giờ của đài Phát thanh và Truyền hình Long An cũng đã hết. Nguyệt Bảo Như Nguyễn rất tiếc phải nói lời chào tạm biệt tại đây. Kính chúc quý vị và gia đình luôn thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Còn bây giờ, chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.